À, Việt Hỏi bài miễn phí trả lời thì vào thư viện Nam tải nghe à, Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với khóa học toán Việt Jack Ngày hôm nay cô Vân rất là vui khi mà lại được đồng hành với các em cùng đi giải bài tập của phần luyện tập Vậy chúng ta sẽ đi vào bài tập đầu tiên Bài tập số 1 A nhỏ Tìm vận tốc của một ô tô Biết ô tô đó đi được 120 km trong 2 giờ 30 phút. B. Bình đi xe đạp với vận tốc 15 km/h từ nhà đến bến xe mất nửa giờ. Hỏi nhà Bình cách bến xe bao nhiêu km? C. Một người đi bộ với vận tốc 5 km/h và đi được quãng đường là 6 km. Hỏi người đó đã đi trong thời gian bao lâu? Ở ý A là yêu cầu tìm vận tốc. Ở ý B yêu cầu là tìm một khoảng cách từ bến xe cho đến nhà bình. Và ý C là yêu cầu đi tính thời gian. Vậy ở bài tập số 1 này làm cho chúng ta liên tưởng đến cái kiến thức đó là mối liên hệ giữa các đại lượng quãng đường, vận tốc và thời gian. Quãng đường ký hiệu là chữ S, vận tốc ký hiệu là chữ V và thời gian ký hiệu là chữ T. Chúng ta cùng nhớ lại nào. Quãng đường thì bằng vận tốc nhân với thời gian vậy thì vận tốc sẽ bằng quãng đường chia cho thời gian đúng không nào và thời gian sẽ bằng quãng đường chia cho vận tốc khi mà các em đã nhớ được công thức tính quãng đường rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể suy luận được ra công thức tính vận tốc chúng ta nhận thấy đây muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian đúng không nào muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết tương tự đối với thời gian cũng vậy và chúng ta sẽ vận dụng công thức này để đi vào làm bài tập số 1 ở ý a yêu cầu là tính vận tốc của một ô tô ở đây cho quãng đường là 120 km rồi thời gian là 2 giờ 30 phút Thế thì ở đây thời gian chúng thấy vừa có đơn vị là giờ vừa có đơn vị là phút vì vậy chúng ta sẽ phải đổi ra một đơn vị thôi đúng chưa nào ở đây cô sẽ chọn là đổi ra giờ nhé đổi 2 giờ 30 phút bằng Chúng ta đã biết là bằng 2 giờ thì đơn vị là giờ rồi nên không cần phải đổi nữa, chỉ cần đổi 90 phút thôi. Cô xin lỗi, 30 phút thôi. 30 phút muốn đổi ra giờ ta lấy 30 đem chia cho 60. Cô làm ra nháp ở đây. 30 chia cho 60 thì bằng 0,5 đúng không nào? Vậy ở đây sẽ bằng là 2,5 giờ. Không thích đổi ra số thập phân Chúng ta có thể đưa về phân số nhé Tùy các bạn Và đến đây chúng ta sẽ đi tính được vận tốc Của ô tô là Muốn tính vận tốc Ta lấy quãng đường ở đây là 120 km Quãng đường đi được là 120 km Thời gian đi là 2 giờ 30 phút Chính là 2,5 giờ Lấy 120 chia cho 2,5 Cô giáo làm ra nháp ở đây 120 chia cho 2,5 làm số chia này trở thành số tự nhiên gạch cái dấu phẩy này đi vì vậy lùi lại ở đây nhưng mà lùi lại ở đây thì chẳng có số nào cả ta chỉ việc thêm một số 0 vậy ta lấy 1200 chia cho 25 120 chia cho 25 được 4 4 nhân với 25 bằng 100 120 chữ 100 là 20 hạ 0 200 chia cho 25 được 8 8 x 25 bằng 200 từ 0 vậy đây chính là bằng 48 km trên giờ. Sang đến ý B. Bình đi xe đạp với vận tốc 15 km/h từ nhà đến bến xe mất nửa giờ. Hỏi thời gian Bình Cô xin lỗi hỏi nhà Bình cách bến xe bao nhiêu km? À, yêu cầu là tính quãng đường. Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian. Thời gian cho ở đây là nửa giờ. Vậy nửa giờ thì chính là bằng bao nhiêu? Chúng ta sẽ viết như sau. Chúng ta viết nửa, nửa giờ chính là bằng 0,5 giờ hay là bằng 1 phần 2 giờ. Đúng chưa nào? Vậy thì chúng ta sẽ biết được là nhà bình cách bến xe số km là Chúng ta lấy vận tốc ở đây người ta cho là 15 nhân với 0,5 và sẽ bằng thực hiện phép nhân. Ta đặt tính ra đây. 15 x 0,5. Chúng ta chỉ việc nhân với 0,5. 5 x 5, 25. Viết 5 như 2. 5 x 1 bằng 5 như 2 là 7. Đây là 0,5. Đếm số chữ số phần thập phân có 1. Nùi lại 1. Vậy ta được là bằng 7,5. Đơn vị là km. Sang đến IC. Ở đây là vận tốc là 5 km trên giờ và đi trong quãng đường là 6 km, hỏi người đó đã đi trong thời gian bao lâu. Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc. Quãng đường là 6, vận tốc là 5. Vậy chúng ta sẽ tính được thời gian người đó đã đi là ta lấy quãng đường là 6 chia cho vận tốc là 5. Đặt tính 6 chia cho 5 ra đây. Chúng ta đặt sang nháp bên này luôn nhé. 6 chia cho 5 thì được 1, 1 x 5 bằng 5 như vậy dư 1. Muốn chia tiếp đánh dấu phải thêm số 0. 10 chia 5 được 2, 2 x 5 bằng 10, như vậy đây dư 0, vậy kết quả bằng 1,2. Vậy thời gian, người đó đã đi là 1,2. Vận tốc ở đây là km trên giờ, vì vậy thời gian này là tính theo giờ. Và như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 1 về tính vận tốc, tính thời quãng đường và tính thời gian. Các em lưu ý nhé, chúng ta sẽ đi viết đáp số A là 48 km/h. B là 7,5 km. C 1,2 giờ. Sang đến bài tập số 2. Một ô tô và một xe máy xuất phát cùng một lúc từ A đến B. Quãng đường AB dài 90 km. Hỏi ô tô đến B trước xe máy bao lâu? Biết thời gian ô tô đi là 1,5 giờ và vận tốc ô tô gấp 2 lần vận tốc xe máy. Phân tích bài toán cô nhận thấy như sau, ở đây muốn biết ô tô đến trước bao lâu thì chúng ta phải biết được xem là ô tô đi biết đi hết bao bao lâu. Vậy thì phải biết ta phải biết này ô tô thời gian ô tô đi đúng chưa? Thời gian ô tô đi. Thời gian xe máy đi. Đúng chưa nào? Ở bài toán này thì đã cho thời gian ô tô đi là 1,5 giờ rồi. Nhưng thời gian xe máy đi thì chưa biết. Và vì vậy chúng ta phải đi tính thời gian xe máy đi. Muốn tính thời gian xe máy đi ta lấy quãng đường là 90 km chia cho vận tốc của xe máy nhưng ở đây cũng chưa có vận tốc của xe máy luôn. Mà người ta cho như sau. Vận tốc của ô tô gấp 2 lần vận tốc của xe máy. À nghĩa là nếu như chúng ta có được vận tốc của ô tô thì sẽ tìm được vận tốc của xe máy. Trong bài này thì lại chưa cho vận tốc của ô tô nhưng mà đã cho quãng đường và thời gian của ô tô đi. Vì vậy chúng ta hoàn toàn có thể tìm được vận tốc của ô tô, đúng không nào? Và khi đó thì chúng ta sẽ tìm được vận tốc của xe máy, đúng chưa? Thời gian xe máy đi thì sẽ bằng, ở đây là bằng quãng đường chia cho vận tốc. Mà vận tốc của xe máy thì chính là bằng vận tốc của ô tô chia cho hai đúng nào? Mà vận tốc của ô tô thì bằng quãng đường chia cho thời gian. Quãng đường đây là 90 chia cho thời gian đi hết là 1,5 giờ. Đúng chưa nào? Và sau khi phân tích được, chúng ta sẽ đi làm từ dưới lên. Đi tính vận tốc của ô tô là Chúng ta lấy 90 chia cho 1,5. Đặt tính 90 chia cho 1,5 gạch dấu phải thêm một số 0 đằng sau. 90 chia cho 15 thì chúng ta nhận thấy sẽ là bằng 6 đúng không nào? 6 x 5 30 viết 0 như 3, 6 x 1 bằng 6 như 3 là 9, 90 x 90 bằng 0. Ở đây còn một số 0 nữa, vậy điền đây số 0 nữa. Được chưa nào? Vậy ta được ở đây là bằng 60 km trên giờ. Sau khi tìm được vận tốc của ô tô, chúng ta sẽ tìm được vận tốc của xe máy. Vận tốc của ô tô gấp 2 lần vận tốc của xe máy. Vì vậy vận tốc của xe máy sẽ bằng một nửa của vận tốc ô tô, nghĩa là lấy vận tốc ô tô chia cho 2. Vậy là lấy 60 chia 2 thì bằng 30 km trên giờ. Có vận tốc của xe máy rồi thì lúc đó chúng ta sẽ tìm đường thời gian xe máy đi quãng đường AB. Đúng không nào? Ta lấy quãng đường xe máy đi là 90 chia cho vận tốc của xe máy là 30. 90 mà chia cho 30 thì được 3 giờ. Ô tô thì đi hết 1,5 giờ. Xe máy thì đi hết tận 3 giờ. Vậy thì muốn biết là ô tô đến trước bao lâu chúng ta chỉ việc lấy cái thời gian của xe máy trừ đi thời gian đi của ô tô. Đúng nào? Nó sẽ ra được là ô tô đến trước xe máy bao nhiêu lâu. Đúng chưa? Tôi viết ô tô đến trước xe máy thời gian là lấy thời gian của xe máy nhiều hơn đúng không nào? Là 3 giờ trừ đi chúng ta lấy là 3 giờ trừ đi bao nhiêu đây? 1,5 giờ thì sẽ bằng là 3 trừ đi 1,5 chỉ là bằng 1,5 giờ và như vậy chúng ta đã tìm được đáp án ở đây đáp số là 1,5 giờ Vậy đây cũng là một bài tập vận dụng công thức tính vận tốc và tính thời gian cũng như là muốn so sánh được cái thời gian của hai xe. Xe nào đến sớm hơn, đến trước thì hết hết ít giờ hơn đúng không nào? Sang đến bài tập số 3, hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Sau 2 giờ chúng gặp nhau. Quãng đường AB dài 180 km. Tìm vận tốc của mỗi ô tô biết vận tốc ô tô đi từ A bằng 2 phần 3 vận tốc ô tô đi từ B. Phân tích bài toán, cô giáo sẽ vẽ hình như sau. Tượng trưng cho quãng đường AB như thế này. Đây chính là quãng đường AB là bằng 180 km. Sau 2 giờ thì chúng gặp nhau. Chúng gặp nhau đây. Cô sẽ viết chỗ này là vị trí gặp nhau. Như vậy thì xe đi từ A đi hết 2 giờ, xe đi từ B cũng đi hết 2 giờ. Và như vậy thì sau 2 giờ thì cả hai xe sẽ đi được bao nhiêu km đấy? Đây nhá, xe đi từ B đến đây là sau 2 giờ thì đến C, đúng không nào? Xe đi từ A sau 2 giờ gặp nhau cũng gặp ở điểm C này. Và như vậy là sau 2 giờ thì cả hai xe sẽ đi được quãng đường là bao nhiêu đây? 180 km cộng lại mà, đúng chưa? Và vì vậy, khi đó thì chúng ta sẽ tính được là một giờ thì cả hai xe sẽ đi được bao nhiêu km, đúng chưa nào? Và chúng ta sẽ đi tính. Sau mỗi giờ, cả ô tô và xe máy đi được quãng đường là tính được là sau mỗi giờ cả hai ô tô đi được quãng đường là chúng ta lấy 180 đem chia cho 2 bởi vì như vừa phân tích là 2 giờ thì cả hai xe đi đường 180 km như vậy 1 giờ thì sẽ lấy 180 chia cho 2 thì bằng 90 km ở đây thì cũng chính là vận tốc của cả hai xe đúng không nào sau mỗi giờ ô tô thứ nhất cộng với ô tô thứ hai thì chính là vận tốc của cả hai xe đi từ A đến B hoặc là đi từ B về A đúng chưa nào? Và đây người ta cho tỷ số vận tốc của đi từ A bằng 2/3 vận tốc của ô tô đi từ B, nghĩa là cho biết tổng đúng chưa nào? Của hai vận tốc này. Có xin lỗi tổng vận tốc của hai hai xe cũng như là cho biết tỷ số của hai vận tốc thì ta sẽ có sơ đồ vận tốc ô tô đi từ A và vận tốc ô tô đi từ B. Đi từ A bằng 2 phần 3 vận tốc ô tô đi từ B, nghĩa là đi từ A thì chiếm 2 phần. Còn đi từ B thì là chiếm 3 phần. Và ở đây người ta cho biết là sau mỗi giờ cả hai ô tô đi được quãng đường nào chính là tổng vận tốc của cả hai đúng nào Vậy ở đây chúng ta sẽ có là bằng 90 km trên giờ đúng nào và như vậy chúng ta sẽ đi tính được vận tốc của ô tô đi từ A là Ở đây là có tất cả là 1 2 3 4 5 phần bằng nhau, đúng chưa? Vậy ta sẽ đi lấy tổng số phần bằng nhau là 5 phần. Tổng 5 phần thì bằng 90. Vậy thì 1 phần thì sẽ bằng 90 đem chia cho 5. 90 chia cho 5 thì ra 1 phần, nhưng ở đây vận tốc ô tô đi từ A chiếm 2 phần vậy nhân thêm 2. 90 mà chia cho 5 thì bằng 18, 18 mà nhân thêm 2 thì bằng 36 km. Tiếp theo, trên giờ nhé, đơn vị là 36 km trên giờ. Tương tự như vậy, ta sẽ tính được vận tốc ô tô đi từ B là 90 chia cho 5 là ra một phần. Nhưng mà đi từ B thì có gấp 3 lần lên. 18 x 3 thì bằng 54 đơn vị ở đây là km trên giờ. Và như vậy chúng ta đã tính được vận tốc của mỗi ô tô. Ở đây là 36 km/h và 54 km/h. Các bạn lưu ý ở đây là cô tính tóm tắt bước đó là tính tổng số phần bằng nhau đúng không nào nhưng mà chúng ta sau khi đã làm quen với cái dạng giải toán bằng sơ đồ rồi thì chúng ta có thể làm tắt bước đấy cũng được nhé à, vậy ở bài tập này chúng ta vừa sử dụng công thức liên quan đến quãng đường vận tốc thời gian nhưng mà cũng vừa sử dụng đến bài toán tổng tỷ thì ở đây các bạn lưu ý nhé ở trong cái trường hợp hai xe chuyển động ngược chiều nhau đi cùng một thời điểm hết cùng một thời gian đây là 2 giờ thì chúng ta sẽ đi tính được mỗi giờ thì cả hai xe ô tô là đi được quãng đường là bao lâu hay là tính tổng vận tốc của hai xe đúng chưa nào vậy thì về nhà các em có thể xem lại bài cũng như là học thuộc các công thức quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian vận tốc bằng quãng đường chia cho thời gian và thời gian bằng quãng đường chia cho vận tốc và chúng ta xem lại các bài tập để có thể ghi nhớ kiến thức tốt hơn nhé bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong những buổi học tiếp theo xin chào các em khóa học về rách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của việt